Theo khảo sát của JLL trong vài năm trở lại đây, khu vực châu Á-Thái Bình Dương bất ngờ bùng nổ nhiều khu đô thị ven sông. Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sở hữu thị phần này từ Hồng Kông, Singapore hay Sydney. Đã từ lâu, bất động sản ven sông luôn là mục tiêu tìm kiếm hàng đầu của giới đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư giàu có. Đến thời điểm hiện tại, với môi trường sống đang bị ô nhiễm bởi quá trình phát triển công nghiệp, cũng như quỹ đất ở các khu vực trung tâm đang dần bị thu hẹp, trở nên quá tải và ngột ngạt, thì bất động sản ven sông là một vật phẩm quý giá mà mọi người mong muốn sở hữu. Theo nghiên cứu của Savills, giá bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn từ 10 đến 50% so với khu vực xa sông, cụ thể là 50% tại London, Paris, tại Thượng Hải 20% và tại Sydney là 15%. Tại Việt Nam, những dự án bất động sản hay nhà phố ven sông luôn nằm ở trong top giá cao, tăng giá nhanh và được giới đầu tư săn đón. Đơn cử như bên kia sông Sài Gòn giá đất 100 triệu đồng một mét vuông, bên kia sông Hàn, Đà Nẵng giá đất 60 triệu đồng một mét vuông, bên kia sông Hồng, Long Biên, Hà Nội giá đất 80 triệu đồng một mét vuông. Và hiện nay, bên kia sông Cấm, thành phố Hải Phòng cũng đang là nơi được các chuyên gia đầu tư bất động sản săn đón. Vậy, lý do nào làm cho bất động sản ven sông là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất? Có thể kể đến các yếu tố sau. Thứ nhất, về phong thủy. Khi sở hữu một ngôi nhà có mặt hướng sông, gia chủ sẽ sở hữu không gian sống tuyệt vời, không khí luôn mát mẻ, mang đến tài vận tốt và sự may mắn quanh năm cho gia chủ. Thứ hai, tính chất khan hiếm của thị trường. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều được hình thành và phát triển dọc các con sông lớn. Chính vì thế, với lượng dân cư tập trung đông, tiềm lực kinh tế hùng mạnh, trong khi nguồn cung bất động sản ven sông thấp, đã tạo ra sự khan hiếm trên thị trường. Thứ ba, theo các chuyên gia, nhu cầu hưởng thụ của giới nhà giàu luôn rất cao. Họ thường ưa chuộng sống tại các khu vực có nguồn không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp, thuận tiện di chuyển vào trung tâm. Do đó, những biệt thự hay liền kề ven sông luôn là những lựa chọn tối ưu. Yếu tố thứ tư là năng lực đầu tư và phát triển dự án của chủ đầu tư. Khi ở thời điểm hiện tại, uy tín của chủ đầu tư rất được người dân quan tâm. Một dự án có vị trí đẹp và được chủ đầu tư phát triển chuyên nghiệp cũng như có pháp lý rõ ràng sẽ làm gia tăng giá trị của dự án đó lên nhiều lần. Phát triển đầu tư bất động sản ven sông đang là xu hướng được ưa chuộng trên thế giới. Và Việt Nam cũng đang nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với mạng lưới sông ngòi phong phú, mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Việt Nhân Hải Phòng khẳng định thị phần bất động sản ven sông sẽ tiếp tục tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.